Khó đánh quá nhỉ, mẹ ở trận này khó đánh quá rồi, mẹ đánh ngay đi cho mẹ. Khả năng mình lên cái mũ thôi. À đi, nó phun mẹ bằng kia đồ rồi. Ra bắn lên đi phòng. Bạn ơi, ra bắn lên đi bạn ơi. Đi cả mẹ lên cái con này nữa. Làm sao bộ nó đây. Bắn nó đi. Thua mẹ luôn rồi. Đéo đỡ được thì cần mẹ. Khó đánh quá. Chưa biết trận này đánh con gì đây. Mình cấm mẹ nó mòi xong. Mẹ nó bắn đúng phát chết luôn. Đó là chưa đã kịp làm béo gì đâu. Quay đi quay lại quẩn luôn ở cái đoạn đấy luôn, đâu ấy được, gần đạt ta nhé, cố lên 7 ngày. VIP Pro Max luôn, gần đạt ta nhé, cố lên, giàu 42.000. 42 ca đô ta nhé, mình không biết bao giờ mới được. Đơn vị tính bằng chứng minh 5K đi. Chào cứu tôi bạn, anh làm về bằng gì? Dạ em làm kế toán. Lĩnh vực nào ấy? Em làm kế toán cho mấy anh em chúc. Bên anh cũng đang cần loại đó. Đây một team này. Team này cũng mạnh chứ. Team này là cũng mạnh cái này, ảnh cưới ảnh kiết đây này, các thứ này này, đéo đánh được, khó vãi lìn. 1.500, 1.600, 1.700 này làm team nhưng mình làm cái đéo là được, khó vãi lìn. Có team mới làm được. Cái đéo ở trận này đã gặp con nào đây này. Ô trận này là Leona, là Leona với con này, thế này cũng được. Gặp mấy con này chắc là đánh ok đấy, tạm được đấy. Quên đồng nghiệp công hồ ăn theo mừng phục bà Phương Hằng. David Beckham Sterling Valentine. Cuộc đời của một vĩ nhân ngược thời gian xuôi về quá khứ. Đéo gì nè. Lấy con này đi. Trận này thì quá độ đẹp rồi. Hình như lại gặp thằng Catlin vừa nãy thì phải. Hơi đen đấy. Bí ẩn còn xanh. Xanh Dead Upline. Mẹ sẽ có mắt của Sun Goku này. Mắt này là mắt của kiểu mắt của Sun Goku mà. Boogie. Mắt này cái mắt kiểu nó ác ác đi một tí nhỉ. Nó vẽ cái này kiểu béo gì ấy. Cô dâu nhậu nghiêng xỉn 3 giờ sáng mới dậy. 3 giờ cô dâu nhậu xỉn nhưng 3 giờ sáng phải dậy make vãi cả. Cô dâu nhậu xỉn 3 giờ sáng phải dậy make up chịu rồi đấy. Bạn nhậu này toang thì còn đéo gì nữa. Cứu làm thao rồi các bạn. Rồi cô chị ơi nốt cục này mọi người. Rồi làm gì nữa. Đó game như con này chờ cái gì. Ok, toàn mẹ mẹ biệt đội danh bạc với công ạ. Toàn Temu biệt đội. Xin ở đây này. Bandeon support. À Bandeon tốt này. Temu support. Vì phải thằng Ban thằng Ly này. Hai thằng này đánh khó chịu lắm. Ban thằng Ly hai thằng này đánh khó chịu. Siêu khó chịu. Lên thôi. Lên thôi. Lên thôi. Ok. Lùi đi bạn. Lùi đi căng á, mẹ trận này thì tôi hàng 12ND. Không, nói tên là gì đấy. Hàng 12DD Bạch Minh Chí Tekana Binaka này. The Ocean thì căng với mọi người. Brun này 10XR Temo này. Mẹ team nó đuổi cái tít tây luôn ạ.
Long cướp rừng đâu, tại ông này ông nhảy ông lao sang đây mà em đi dạo thôi mà đánh tới tấp, có ai làm gì đâu mà còn lát. Xin là ra với chúng tôi đéo là tên mô à, là cái mũ này toang rồi. Xin là đang đi đâu thôi anh, cái mũ em xin lỗi, em xin lỗi cho em vào đi. Chào Phạm cái. Chào anh em Phạm. Đi. Chào Phạm đi anh. Kéo anh phải căng thẳng thế nhỉ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ai ôi, cả mẹ gục mất con lính của tôi rồi. Đâm hồn thế là nó không tính. Mẹ đọc ngay tim mô này, có chịu. Có chịu mới leo vào đầu thôi. Leo vào sau thì cũng hại lắm. Ai, thích mẹ phòng. Ghê nhỉ. Bình tĩnh anh ơi. Nó không muốn cho mình farm những con đéo gì hết. Tầm mù ấy. Mày sao vẫn farm được? Hợp lý rồi. Chí, thổi mù đi anh. Anh sắp đến đấy rồi đấy. Cậu bị lính bắn kìa. Cậu bị lính nó bắn kìa. Mình tầm này thì mình sẵn sàng mình buộc nó rồi. Này thì anh nhờn này, anh nhờn này, không cho mình farm mà mẹ mình cũng không muốn đánh nó đâu, nhưng mà mẹ cái tội nó đéo cho mình farm đấy. Mình tưởng là con xin ở đây, nhưng gặp con demo này cũng không sợ lắm. Gặp demo này lên mạch quét sớm sớm đánh nhau với nó thôi. Phòng luôn đi bạn, bọn chúng cứ để tôi, bạn cứ đánh đi. Để ý cái lúc nào mà nó bắn mù ấy thì nhảy lên là được. Ôi thôi nó chạy rồi, nó chạy rồi. Tha nó đi. Tha nó anh em. Truy đuổi anh à. Thôi đi về nhá. Đi về tầm này mình lên đây mình farm lấy cái ấy là được rồi. Chơi được không mà đánh. Hết mana rồi. Hết mana. Hết mana không đánh được. Chỉ có mana đánh tiếp. Cái này một cà bé mà này chưa đủ. Ok, định nó ganh cái phòng. Mẹ phòng đánh hơi cao á. Thấp thôi bạn ơi. Lên cao là coi là hoặc bọn này á. Lên cao là mẹ cái bọn này luôn đấy bạn. Hết mana, hết mana. Công nghệ, công nghệ. Bên này có thằng nào bên kia thế. Này làm sao anh, đi về đi em, không phải quẳng bây giờ, quẳng tầm này là toang đó. Chiều nó tí còn tí đâu căng đúng không? Tên môn mình cũng sợ lắm. Ly chắc lắm, thằng Ly nó đang ở quanh đây. Tôi nghi lắm, tôi nghi thằng Ly nó đang ở quanh này, quanh bên này lắm. Mình giờ chỉ cần xiên được nó phát thôi, kéo nó nhiều. Chạy đâu em ơi. Nào vào đây, vào đây, vào đây. May quá thằng má cha lại ở bên này. Zenith trận này xanh là ngon rồi.
Sợ thật, dồn phát thì mua chết luôn, đéo kịp nhìn thấy gì luôn ạ. Tôi cứ tưởng tôi phải bồi thêm phát nữa nhưng mà không, nó lại đéo chết. Nó lại mẹ vẫn toi. Hit này thì khá nhiều skin để tiếp cận được, mà nó tiếp cận được một khoảng cách cũng khá xa ấy. Con hit này là vậy mà nó tiếp cận một khoảng cách khá là xa đấy. ZGZOCN vào ấy xong đéo ấy luôn, ở thế mới vãi lộn chứ. Thôi chịu ấy, chịu ông ấy. Đến tầm này vẫn thấy im, đéo thấy nói năng đéo gì hài vậy đấy. Trừ đã, bây giờ có cá mình dồn nó phát chết luôn này. Phải có cá đã, cho nó bắn đi. Nó gầm lên đâu, tầm này nó hại, đéo nó lên đâu đâu mà. Chỉ nấm mà, nấm rồi làm gì nữa. Ok, con Sinnoh nó bị ấy kìa. Từ mình dồn nó, tầm này vào mình dồn nó được. Đéo chết kìa, sao nó đéo chết nhỉ, điêu thế nhỉ các mẹ. Nó cũng thiêu đốt mình mà. Ê ôi thì các mẹ nấm này, thế mà đéo chết, cày thật. Mày lần này mày không thoát được đâu nha, gà làm đánh ép quá đáng vừa thôi, đánh cho khỏi kêu luôn đi chứ. Ngày không ba rồi, ngon rồi. Tại anh Quang bê anh à, tại anh Quang bé anh nè à. Là cái đéo gì, Bạc Minh Chí với cái đéo gì nữa. Là mức bọn này nó sử dụng cái ngôn ngữ khó hiểu ở đấy. Lên về tôi lên cái mắt tím nữa, game này chắc phải lên hai cái mắt tím rồi, nó đặt nấm nhiều lắm. Nói chung cũng không tiếp mắt tím nữa, mà nói như này bắt buộc mình phải kiểm soát hai cái đường này để đồng đội nó ganh cho nó dễ. Ok, lên được đồ gì cái này, còn như này là ngon rồi. Temo nó trận này nát, tốt thì trận này ngon cũng ngon. Phòng lần này chém nhau, ôi mẹ sao nó leo vào 8, nó phòng leo vào mấy cái. Cố lên phòng ơi, cố lên phòng ơi, cố lên bạn ơi. Shop men quần áo phụ kiện thời trang cái gì này đây, cắm con mắt cái coi. Thế đâu, chết chứ còn đéo gì nữa, không chết không được ấy. Đừng nó ganh bạn đó không ạ. À, bạn đánh máu vừa vừa thôi. Ôi thì mẹ còn đánh đắt chứ nhở. Hơi đen là vòng thì mẹ vòng kẹo nó là ăn là ngon rồi. Nhắm nó đâu mà chịu, hình như nó ở đây, nó đang ở đây này, chạy ở này, chạy này, chạy này. Ai ơi mẹ là mũi quá không ạ. Tôi té thôi, tôi té thôi, tôi nhìn thấy con xin la nó chạy sang bên này rồi. Mẹ nó chạy đâu, ơi rồi cậu định nhảy này, cậu định nhảy xem cậu khè khè tôi mà lại đấy gì phòng sang đêm chứ đi đúng phòng không. Vậy lan đi bạn này,
Đéo là mình vừa cắm con mắt thằng nào đấy, phá mất con mắt của mình rồi. Demo sang support cũng thế thôi. Phá mắt đi, phá mắt đi, phá mắt đi, phá mắt đi. Lại lan như vậy anh. Xong bóp làm gì thì vẫn lộn bạn. Nó level 9 mẹ ở đây kìa. Sẽ đéo là nó level 9 được ta. Trời ơi phòng ơi là phòng. Bạn ra đây làm gì? Mẹ ở bên này cũng có ganh cho vỡ mồm rồi đấy. Đéo đơn giản đâu. Nó đóng băng lính bên kia rồi. Mạnh nhà chúng mày, nhà chúng mày ra đây. Sao? Ui, đi con mẹ mình nấm ơi, con nấm. Phải đi nơi nấm mẹ. Toàn mẹ rồi, demo đéo được đánh luôn mà. Big demo là sai lầm mẹ được đâu. Bọn này là big demo là hầu như là xuất sắc rồi nhỏ rồi đó. Mày vào đây, mày vào đây, Lý, thằng Lý Lý. Hãi chưa, thì mày ăn sợ chạy mất dép luôn không ạ. Nó thổi nến kìa, thổi nấm này, mày vào đây. Nhìn cả tốc biến kìa mấy cả Lý. Nhìn cơ là cậu tốc biến luôn đó, hài rồi đấy. Vào đây, vào đây. Chưa có nấm, à quên chưa có cá. Có cá mấy anh nhớ. Lắc sang tít đây, béo rồi đấy. Thả bỏ mẹ nó đi. Giết nốt con demo này cả. Xin hết luôn, xin hết, xin hết, xin hết, xin hết. Ô cái địt con mẹ. Vãi lìn đấy nhà, mình tưởng nó mất luôn đi chứ sao nó vẫn còn. Thằng cắt lìn xanh này. Chưa muốn đi chứ cay thế này. Tưởng vừa nãy nó mất luôn đi rồi nhỉ. Vô AD nữa cho nó đừng, đừng để AD nói là được. Mất mẹ à, tốc biến vậy gì vừa bên đồng hồ cát trên nãy gì nó có đồng hồ cát đâu bắt chết mẹ thằng này nó đi thôi lên đồng hồ thôi tôi cắm nhanh vậy trận này tôi đánh full rất thương luôn ok rồi áp chế này không ăn nữa thì thôi á ok á ô các mẹ đeo thốn nhỉ để nó reset tiền thế. Ôi lùi bạn ơi. Lùi đi, lùi đi. Đau á. Thật cái lìn tay nó dài vậy các bìu luôn không ạ. Kéo chết, kéo chết, kéo chết. Còn sống, còn sống, còn sống. Này, em này. Zin X là vì chúng ta cắt đi với chúng tôi à. Thôi đi về, hết máu nó về. Tránh bọn nó reset. Vừa lại vừa bị reset phát thật cay vãi. Cắt đi đánh hay ấy chứ.
con mẹ demo 17 luôn ạ. Demo biệt đội Omega gặp Fit Cousin Atlantic. Biết thế cầm theo con Fit biệt đội Omega đánh cho nó trùng skin. Tâm dùng cả bố đi cho vui. Sốt the men còn áo kiếm gửi. Xem máy sim số đẹp. Mấy môn thấy đăng nhỉ? Mày vào đây mày mày con này nó còn gáy đâm ra là khó bắt nó lắm, nó còn gáy cái kìa, cái mô nó reset chứ nhỉ, giờ làm sao mà phụ được. Ê, bắt nó lại này, ăn được chơi được, áp chế nó đi. Chạy đi, đuổi anh đi, đuổi anh đi, đuổi anh đi. Đuổi anh được không? Sao? Nó đặt cái bẫy ở đây là nó có mắt hả? Bắt nó bạn ơi. Ý ý ý ý ý ý ý ý né bằng sạch ulti của bọn này luôn. Ô kìa. Mẹ cày chưa? Cái nhé của đấy đã ăn rồi đấy. Rồi xong luôn. Ô hay quá. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Đẩy thẳng đi, trụ nó vừa chết ở trên này rồi. Đi xin này. Để con mẹ con này lên thì chắc chắn thằng gì ấy, thằng 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 Cát Ly này nằm với tôi luôn. Nãy hết mẹ nó đổ, mẹ không còn để tôi ăn được rồi. Lên đây anh em ơi, lên đây, lên đây. Nhanh bắt hai con này cả. Kịp, trong lúc nó phá cái trụ này là bọn mình lên là kịp mà, thoải mái. Thừa sức luôn ấy. Nhanh lên. Kéo kịp luôn hả? Bọn nó sang đông quá. Thằng này lại lên cái đéo rồi này. À mình xả nấm mà con. Cả thằng Sinala nó mất đồng cát rồi. Từ từ nó bắt cho tôi mà. Có một con cắt linh cái gì ấy. Chơi được, chơi được, chơi được, thoải mái. Sao vào bên này xem có gì không? Con này chạy đi con. Đi cả mẹ sao nó lại còn cái này nhỉ, con cắt liên này đúng con cắt liên vừa nãy rồi. Con cắt liên này đúng con cắt liên vừa nãy mẹ rồi. Con lên cái này chỉ có con cắt liên vừa nãy rồi. Kéo khác vào đâu được. Nó mất tốc biến rồi. Nó mất tốc biến rồi, đánh được. Bật đấy lên bạn. Rồi hay rồi. Chém luôn, chém luôn. Thôi, cậu bay mẹ về rồi. Bắt con này này. Con cắt linh ở bên này này. Con cắt linh thì biết đánh này nha. Không phải cắt linh không ngu đâu. Chạy đi, về đi bạn. Ăn rồng này, ăn rồng này. Chuẩn bị ra rồng này. Đó là có gì nói đi bạn, tôi đang nghe đây. Đúng rồi, nó đó.
nó bắn như tun thật nhưng còn béo hơn nữa, nhìn cách nó đánh là biết. Nó tun đấy, con này chơi lên đồng hồ cát đúng không? Nó cầm ra xô chết với mình. Ăn rồng đi, ăn rồng đi, ăn rồng đi, ăn rồng đi, để rồng làm gì nữa, ba rồng là được rồi. Thằng ai đi, thằng ai đi chân trước mà. Trận trước nó tầm đấy này sao này, trận trước này đánh AD phải không? Trận trước nó đánh AD đúng mẹ mà đéo được đâu. Ủa gì đã giật mình nhé. Trận trước nó ăn 23 mạng thôi, cho nó ít. Thằng Catalin, thằng Catalin chặt trước đánh Catalin phải không? Hình như đúng nó rồi, đéo lẫn được đâu. Thì ra đúng là AD chặt trước mẹ rồi, đéo gì nữa. Thì ra ai ôi ôi cơ mẹ nó dồn mình đi à, giết được mỗi thằng ba thôi rồi lại toang mẹ luôn. Ulti AD đi bạn ơi, ulti AD nó bạn ơi. Ulti thẳng là AD đây đi bạn. Không, lần trước tao vừa gặp này mày thân quen, mày ăn hai mươi mấy mạng. Tao thua fit. Gặp thằng ngu tem thôi và sẽ để tao đánh méo. Em đang một tiếp, em này 23 mạng thôi. Cẩn thận, lùi đi bạn, lùi đi, lùi đi.
Nguy hiểm á, SOS. Ôi ôi, làm bẫy quá, định cả mẹ. Phá trụ đê, phá trụ đê, phá trụ đê, phá trụ đê. Nhơn à, nhơn à, nhơn đấy. Trước rồi mày cũng có cô nên đây rồi anh hay mà mày cũng có cô nên là hay thì cậu lại chửi đúng cái điệu giận điệu bạc này cay vãi đúng cái kiểu câu ngôn từ này cay vãi nổi cho em mình đã Amazon cũng béo nào nhỉ. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào anh em. Temo kìa. Tốc biến khỏi tầm nhưng quả đấy không tốc biến là toang phải làm gì. Quả đấy không tốc biến là coi như là quả luôn đấy. Khóc mẹ là luôn đấy. Rồi xong trận này nó phế, trận này tem mình xanh thì nó xanh đều. Thả đây tem mình biết bắn này. Thả cá hụt con zin này ít này cứ phải thả cá hụt thì mới nó phải bắn hết thì nó mới được trận nào thêm mày trận nào cũng lên cái đao thủy ngân này nhưng mà bắn vẫn đau nha nó bắn đau vậy đáy đấy nó mang cặp kép kìa mà trận này thả đi mình bắn cũng căng căng đéo chịu luôn.